giúp em hết trơn. Trời ơi, mà chỉ rung, chỉ rung thật sự anh coi kìa, đổ mồ hôi luôn coi kìa. Trời, rung rồi, rung rồi đó. Thôi, từ từ đi. Không phải mà sao mà hả, chỉ rung này cái rung thường xuyên không? Dạ, mỗi lần mệt lên là... Mệt, à, vậy là do mệt. Thôi, chị đừng có ấy, chị giống như chị xúc động á. Cái nó làm ra rung thêm. Chị bị hạ canxi rung hoài. À, đúng rồi. Em bị hạ canxi nữa. À, thì nhóm anh em đang vô một hoàn cảnh thì cụ bà cũng mới vừa mất đây nè. À, thì cái phần mộ còn sáng tròn luôn, thắng sáng giới luôn. À, thì giờ ghé trời ơi, đốt hết nhang luôn rồi. Thôi không, cho mình vô mình xá, mình vô mình xá đây. Mình có trang cho anh. Ờ, dạ, có bố trang nè anh. Dạ, em mời anh rồi. Dạ. Như gửi chị phần quà dùng lấy thảo cho tụi em nha. Dạ. Chị khó khăn lắm, coi nói chuyện nha. Em mừng dữ lắm, bây giờ anh xung cái chơi nè. Dạ hả? Vậy anh đem đồ bác sĩ, chuyện anh đi mới được. Dạ, dạ. Trời, mời bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói thằng em bị yếu rồi. Bác sĩ nói tay em bị viêm á. Đi xuống dưới bệnh viện... Phương Châu. Phương Châu nhưng mà em nói sao vậy? Phương Châu. Bác sĩ nói sao? Chưa, em không có tiền. 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 Chưa, có này có cái sổ khám bệnh nào? Dạ có ạ. Ê đừng, để ổng đi đi. Không có cái giấy tờ của em đâu. Dạ. Sưng nó dài 4 năm ngày nay đó. Mà gán đi xuống dưới chậm sát đó rồi. Dạ. Sao bả sao đâu ông kể rồi? Thì bây giờ bả nó sưng dò sưng tay cũng 4 năm ngày nay vậy đó. Dạ. Là đi xuống chậm sát lên thuốc á, thì giờ đi xuống dưới phường 1 ngày mai ta kêu đi xuống dưới làm giấy làm tờ lợi rồi đi. Này cái to rồi. Này em mới uống nè, rồi bị sưng hết trơn luôn. Em bị rung canxi nó đủ hết chứ. Cái này là cái cũ. Để coi cái xác định chẩn đoán bệnh lý tăng huyết áp nè, rối loạn lo âu khác, bệnh viêm khớp, cái, bệnh cái kia mới nhiều. Dạ dày và thực quản. Tim. À. Rồi cái to này mới có tim đầy đủ luôn. Rồi cái này à, bệnh tăng huyết áp nè, bệnh triglycerid máu đơn, thuần bệnh loãng xương, nhịp nhanh, nhịp tim nhanh, không đặc hiệu viêm dạ dày và tá tràng, chóng mặt kịch phát lành tính, rối loạn giấc ngủ, các bệnh loãng xương khác như là loãng xương ha, rồi viêm khớp này nọ nữa. Cái này trung tâm y tế ha. Dạ. Đây sổ khám bệnh của chị Phạm Thị Thanh Trúc hả? Dạ. À, chị sinh năm 79 hả? Dạ, năm 79. Giờ đi xuống từng. Địa chỉ là Tân Khánh Đông không? Dạ, Tân Khánh Đông, Đông Quế, Cấp Đông Quế. Dạ, ngày mai đi xuống dưới làm lại. Chung xã thôi. Mai ha. Dạ. 7 giờ xuống dưới chậm xá cho giấy rồi đi xuống dưới khám lại. Thường em sáng cái mặt em thôi em bước xuống không được, cái mặt em rung phù lên luôn. Dạ hả? Em nó hết hồn, em rung quá trời luôn. Em đau không được luôn á. Kiếm vô cái tay luôn, đừng qua cái dòng luôn rồi. Nó xít nó hút vô luôn mà về em gì nè. Từ sáng giờ ngày mai mới đi lại mới được. Thêm cái tay em nữa giờ nó cứ ngắt luôn, nó tê cứ ngắt không biết cảm giác luôn nữa. Bây giờ em đủ hết trơn, em gầu quá trời luôn. Gán hết bệnh không hết dịch. Không có gì ăn hết trơn rồi. Em cũng không dám ăn nhiều đồ ăn gì lại nữa. Tại chợ nhiều lắm á. Nhờ nhưng mà bây giờ là hiện giờ có đang uống thuốc gì không? Giờ em bỏ thuốc rồi, em không dám uống. Chị tìm cái nhá. Rồi với phần sợ nó trữ nước nữa ha. Dạ, bây giờ đang cái sổ đó là em đang bỏ thuốc rồi đó. Bữa bữa nay em cắt em bỏ đó, chị uống thuốc tim với huyết áp thôi. Hai cái đó là quan trọng không? Em mới uống đau trên đây nè. Em đau có bữa hôm ngày hôm kia. Mà giấc sáng em chưa uống kịp uống nước nữa, em kêu chồng em có ấy ly nước cho em uống, mà em uống mà nguyên một giật, nguyên một ngày đó em ngồi vậy ngồi không nổi luôn. Uống nó nghẹn ha. Uống, ông có anh uống nước vô cho nó khỏe, nó mới khỏe được. Còn anh không uống vô là nó cảm, nó đau lại là mình chết luôn á. Mỗi lần anh lên cơn là vậy đó. Chị nói chuyện mà cái tay chị rung rồi kìa. Cái rung là do chị sao rung hả? Không biết luôn.
hay là nói chuyện xúc động quá rung? Không có, không có nào giờ luôn vậy đó. Dạ hả? Giờ từ bệnh luôn vậy đó. Cái tay rung. Từ ngồi bệnh vậy nè. Vậy là cái này cũng như chị tròn với chị mập bất thường không ơi? Dạ, 5 ngày. Vậy là cái tay rung rồi nè. Trong mình em giờ không có đồng bạc nữa, rồi em nói hồi nãy con em đưa xuống chẳng thái đó. Dạ. Trời khi em đây em chưng hẳn luôn, em biết luôn, em nín thinh nè. Em chỉ là giả giả vậy thôi, chứ em cũng không có dám mà nói em không có tiền nữa. Dạ. Mình không có, không có, em cũng không có ai biết chưa. Ngày mai bắt đầu đi thấy chứ. Giờ đó là ảnh có đi làm đâu không? Dạ không, em đi làm mới có đi được. Tại em chiếc bông kiển á, em đi là mới có đi làm. Mình hiện giờ mình làm chủ yếu là bông kiển, nhưng mà bông kiển năm nay là thấy thua rồi ha. Em nghĩ từ đám má tới nay là em thua luôn rồi. Bác bà mất là cách đây bao lâu rồi? Bữa 17 là được 100 ngày đó. 17 mình vừa rồi đó, 21 ngày rồi đó. 17, 21 giờ là mới có 104 ngày à. Dạ đúng rồi. Thì đây là hoàn cảnh mà vừa rồi đó, bà Minh Đu Ba đã giúp bà, giờ chôn cất cho bà luôn, lo bà tất cả luôn. Dạ. Thì ngay tới đây chủ yếu là để thắp nhang cho bà. Dạ. Nhưng mà tới gặp cái này là dâu hay con? Dạ con gái út mà. Con gái luôn, gái út. Giờ thấy tình cảnh này nữa, tay đã sinh rồi mà em cũng đủ thứ bệnh trong đây hết trơn nè. Mà chưa không có tiền để trị bệnh nữa. Thì thôi không sẽ... đã là cái duyên tới chị đốt nhang cho bà rồi mà sẵn chị tôi nghe chị vậy đó thì thôi để em trích ra 500 để mà anh gửi cho chị để lấy chi phí để ngày mai chị đi khám bệnh nha. Dạ em cũng rất cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ thì cái này của ông nhiều đây thì em sẽ trích cái tiền của chị Minh ở Mỹ á. Dạ em gửi chị 500. Dạ để chi phí gửi cái chị ở bên Mỹ cho chợ cho em 500 ngàn này rất quý của em á. Dạ. Em mừng dữ lắm á. Không gì đâu chị, thì chị lấy chi phí để mà chị ngày mai chị đi khám bệnh nha. Dạ. Thôi không có gì đâu, đừng có mừng mà méo, đừng khóc cho nó. Rồi em gửi rồi nè, để mà mai lấy cái này đưa bác sĩ ta khám. Dạ. Trời ơi, chị rung quá trời, chị rung luôn con kìa. Rung, bởi vì em nói ngày mai mới đi khám mới được. Thì em có dịp đi ngang đó, có gì em sẽ đứng hỗ trợ tiếp cho chị thêm nha. Dạ. Ngày mai có chi phí đó để đi khám bệnh. Má em cũng đâu có gì, em cúng bằng cơm chai cái rồi xong nhờ chú Tư, Đức Đẳng á, cho em đồ, em mua đồ với chú Lộc cho tiền. Dạ. Thấy vậy cho em 200 ngàn mua đồ cúng má chứ không có đồng bạc nào hết trơn. Dạ, không anh em được. Em cũng có mà cũng có giúp em đâu. Anh Hòa biết nè. Dạ. Biết mấy anh em mà không có ai giúp em hết trơn. Dạ, mà chỉ rung, chỉ rung thật sự anh kìa, đổ mồ hôi luôn kìa. Trời, rung rồi đúng rồi đó. Thôi từ từ đi. Không phải mà sao mà hả chị rung này cái rung thường xuyên không? Dạ nó mỗi lần mệt lên. Là... mệt à, vậy là do mệt. Thôi. Chị đừng có ấy, chị giống như chị xúc động á, cái nó làm ra rung thêm. Chị bị hạ canxi rung hoài. À đúng rồi. Em bị hạ canxi nữa. Vậy là anh phải thường xuyên theo như là theo dõi sức khỏe của chị nha. Thì ở nhà. Vậy là ngày mai. Em cũng nhờ mà anh cũng nhờ chứ không anh muốn nhờ mà tôi cũng thua luôn rồi. Biết tới chị cũng nhờ bà nè, tại vừa rồi bà cũng lo cho bà đó là được yên ở ngoài rồi đó. Má em cũng mừng dữ lắm chứ anh em cũng không có ai nói em tới em ba, em còn ba mà ba nói đó từ đó giờ luôn. Thôi bây giờ mình tự thân của mình đi thì cũng như có được làm này nọ bên kiển đó thì đó, mình tự mình vận động kiếm tiền. Em sống mình em là lọc thân luôn. Dạ. Con nghe hoàn cảnh chị vậy thấy cũng không có tiền để chữa bệnh nữa thì thôi em hỗ trợ chuyện số nhỏ rồi đi. Dạ dạ. Có gì nữa thì em sẽ hỗ trợ tiếp. Em mừng dữ lắm rồi, em cảm ơn anh quý trọng quý của em. Nghe ông bảo điện cái tôi mừng hết hồn luôn ra trời ơi. Nghe chồng em nói thì mừng quá chừng luôn, em làm em nặng cô quá trời luôn à. Dạ. Ờ chưa có đi mà được, nó chưa có gì. Thôi mình đi. Dạ chị Minh ơi, em tới em thấy chị á nhận có chị 500 từ tiền của chị á, mà chị mừng chị rung luôn á, thì đây là số tiền để mà giúp chị có chi phí để ngày mai chị đi khám bệnh á, thì cảm ơn chị rất nhiều đã đồng hành cùng em giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch và cảm ơn chị, chúc chị và gia đình được dồi dào sức khỏe. Mạnh thường quân, quý Mạnh thường quân và các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của Phong để theo dõi những video mà Phong đi tới những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch này nè, đã Phong gửi đến. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo. Em chào chị, em về nha. Dạ, em cảm ơn anh với anh Hòa với ông anh này rất dạ, nhiều ạ. Dạ, thôi chị chủ yếu là giữ sức khỏe đi, rồi ngày mai mình đi khám bệnh nha. Dạ, dạ.
rồi vậy là ngày mai anh chở anh đi ha, chị đi con anh chở anh đi. À. Em không có chạy xe ra được. Dạ. Con anh chị cũng giữ sức khỏe nha. Dạ, mùa dịch này giữ sức khỏe là quan trọng đi. Có dạ. Rồi, rồi chỉ cần sao nữa là có gì em ghé thăm chị thêm ha. Đâu có dám bị đâu đâu. Dạ. Rồi. Có ngày chị em cho em đây nha. Cảm ơn em ạ. Cảm ơn em. Đâu có dám bị đâu. Ăn uống đi. Đây cầm cặp con cháu qua coi, mượn 500 anh Trần thôi, chặn ấy tí xíu tặng 500 luôn nha. Dạ, yeah, đó rồi, quay thân luôn rồi. Ừ, rồi thôi là anh không tặng 500. Dạ. Em gửi chị 500 luôn, tao biết mấy ha, gửi 500 luôn. Cảm ơn anh. Đúng chịu rồi, mời đi khám. Mình. Ừ, mà test là cũng tốn tiền rồi đó nghe, đi test một người thôi. Dạ. Test là nhiều quá. Em cũng thôi. Rất là cảm ơn anh nhiều chứ anh này với anh này. Không. Dạ. Anh không 21 dạ. Tới cùng tới luôn cùng em 21 có hỗ trợ được thì hỗ trợ dạ. Mà có gì đâu. Thôi em mấy xin đồ ăn anh á, em không có đồ ăn em mấy xin. Chứ mà từ mùa dịch về cấp dưỡng lại chị không á. Anh không dám xin, anh sợ nữa. Okay. Có thấy nhắn tin là biết nhìn thì nhớ rồi xong rồi có. Sợ lắm. Tại vì anh Hòa anh lo nhiều quá nè. Rồi mỗi lần mà lâu lâu mình xin là có gì đâu gì hỗ trợ được hỗ trợ bị duyên thôi dạ. Rồi cố gắng nha, mai đi khám bệnh nha dạ, rồi chịu đi khám bệnh cảm ơn anh nhiều dạ, dạ. Rồi mình đi về thôi, mình đi về luôn mọi người, chứ không còn cảnh khác nữa. Rồi em về nha. Dạ, dạ. Nhà không còn cho dạ, dạ. Nhang cũng không có đốt cho bà nè. Rồi mình làm sao ba anh em mình xá bà đi ha. Dạ dạ. Nhang rồi. Ai tại vì biết sao không? Bữa các bạn về nha. Nhưng mà mùa dịch anh đâu có không có gì đâu. Cái mã đẹp quá ha. Giúp đỡ nữa. Nói chung là hữu duyên nữa đó, gọi tiếng hữu duyên thôi chứ bây giờ mình nói số tiền mà ủng hộ từ lúc mà giúp tới cụ bảy tới giờ không biết nhiêu nói luôn á. Từ ngày gặp bà là tới ngày mất tới ngày nhưng tới mà cái đám là của bà cụ là 12 triệu. Ờ à, nó. Trời ơi, vừa đám mà vừa chôn rồi nọ luôn ha. Dạ, rồi em về. Rồi em đây nha. Dạ dạ, cảm ơn mấy anh. Ủa anh Hoàng đậu xe đâu anh Hoàng? Dạ dạ. Nó dịch còn mà dạ. Em đi cái này là chích đủ mới dám đi vậy chứ. Vậy nhờ có anh Hòa từ mùa dịch tới này anh điểm trợ đồ ăn rau dạ. Quả dữ lắm luôn. Rồi em về nha. Dạ dạ cảm ơn dạ. Mấy anh nha. Dạ dạ, dạ. Dạ.